Xin chào các bạn ha. Hôm nay thì cây dược liệu của mình xin giới thiệu tới cho một các bạn một loại thảo dược cũng rất là thông dụng trong việc chữa một số bệnh như là dạ dày, trào ngược dạ dày, tiêu hóa, xương khớp và giúp liền da. Thì trên tay mình đang cầm là cái củ nghệ bò cạp, hay còn gọi là củ nghệ dây. Ở đây thì mình có mẫu nó là hai củ. Đây là củ tươi. Củ tươi thì này mình để cũng mình cũng vừa thu hoạch về. Thì nó còn còn tươi. Và mùa này là mùa mưa nên là trong trình thu hoạch thì nó nhú luôn cả được một cái mầm con. Thì đặc điểm của cái củ nghệ bò cạp này á thì nó có cái màu vỏ giống như những cái cây họ gừng khác, nhưng mà cái nghệ bò cạp thì nó có một cái điểm khác, đó là nó có một thân chính và nhiều cái thân con đâm ra. Những cái thân con đâm ra từ thân chính và khi mà mình để nằm với nó thì nó có cái hình dạng na ná như là cái con bò cạp, nên người ta gọi là nghệ bò cạp. Thì có một thân chính và tùy theo củ thì nó có từ 2-3 cho đến 4-5-6 thân phụ. Thì phía trong khi mà mình bẻ cái củ nghệ bò cạp này ra thì nó sẽ có cái màu trắng trong, cái màu trắng trong, và cái hương vị của nó thì sẽ không có nồng như gừng hoặc là những cái loại thảo dược khác, mà nó sẽ dễ ngửi hơn. Đây là một cái nhánh của cái nghệ bò cạp mình vừa bẻ ra. Thì mình bẻ đôi nó ra thì nó sẽ, do cái buổi tối mình quay cái điện thoại, nhưng mà thực tế thì cái màu của nó là màu trắng vàng, mà cái màu vàng của nó rất là nhạt. Và nó sẽ có hai vòng, vòng ngoài và vòng phía trong. Để các bạn có thể thấy là nó có hai vòng. Vòng ngoài thì cái đường kính của nó nhỏ, cái tiết diện của nó sẽ nhỏ hơn cái dòng ở phía trong. Và cái hương vị của nó thì nó sẽ giống như cái màu, cái mùi của, hơi giống cái mùi nghệ, nhưng mà nó không nặng bằng. Và khi mà mình cho vào miệng thì nó sẽ có cái vị, nó sẽ có cái vị đắng nhẫn. Và khi nuốt nuốt cái nghệ bò cạp này vào thì nó sẽ có cảm giác cay nồng, và cái chất thuốc nó sẽ đi từ cổ họng mình cho tới bao tử. Nhưng mà khi mà dùng xong thì cái vị và cái hương vị và cái hơi của cái nghệ bò cạp này á, nó còn lưu giữ trong cái khoang miệng của mình rất là lâu. Ở đây là mình bẻ một cái đoạn khác ha. Thì tùy vào, ở đây mình sẽ bẻ đôi cái củ này ra. Cái củ này thì nó còn tươi. Đây thì nó cũng có màu màu trắng
Màu trắng hơi ngả vàng. Mình sẽ để một cái củ khác. Cái củ này thì nó màu nó sẽ có màu trắng vàng hơn. Còn củ phía này thì có thể là do nó còn cái củ này nó còn còn non tuổi nên là cái độ vàng của nó sẽ ít ít hơn. Nó cũng có vàng nhưng mà nó ẩn ít. Còn cái củ này và cái rễ này thì cái độ vàng nó tương đương nhau. Đây. Thì bên mình thì chuyên cung cấp về cái cây nghệ bò cạp này. Thì các bạn có cần liên hệ mua thì cái liên hệ của mình qua số điện thoại là 036 2644 740. Bên mình sẽ chuyên cung cấp cây giống, củ giống cũng như là củ nghệ bò cạp để dùng làm thuốc. Thì thường thì người ta sẽ chọn mua củ nhiều hơn là mua cây. Bởi vì củ nó sẽ dễ vận chuyển và mình về mình chỉ cần ươm củ trong trong chậu khoảng 1-2 tuần nữa nó sẽ ra phát triển một cái cây con hoàn chỉnh. Hôm nay thì sức cây dược liệu xin giới thiệu tới đây về cái cây nghệ bò cạp. Các bạn có nhu cầu thì cứ nhắn tin cho mình qua số Zalo ha là 0966 595 401 hoặc là gọi phone cho mình là 0966 595 401. Shop mình xin cảm ơn.